Bà Hoàng Bất Động Sản từng nhảy việc 20 lần tiết lộ 4 bài học bất bại để xây dựng đế chế 100 triệu USD. Ngay cả khi ở tuổi 74, triệu phú Ba ra co cơ rừng vẫn dựa vào một số bài học kinh nghiệm từ hồi mới gia nhập thế giới kinh doanh. Triệu phú Ba ra co cơ rừng là biểu tượng của tinh thần kinh doanh trong nhiều thập kỷ, từ chuyên gia bất động sản ở thành phố New York cho đến danh phận cá mập. Ba Ba Gia Co Cơ Dừng đã xây dựng đế chế bất động sản của mình từ hai bàn tay trắng, khẳng định tất cả thành công của bà đều đến từ thất bại năm 22 tuổi khi ba ra co -cơ đang làm phục vụ bàn tại quán ăn ở New Jersey một anh chàng bảnh bao tên da môn Simon bước vào người này đã đưa ba ra co cơ rời khỏi quê hương trở thành mối tình đầu và là đối tác kinh doanh đưa cho ba ra co 1.0 USD để khởi nghiệp trước đó ba ra co -cơ đã làm tổng cộng 20 công việc khi chưa đầy 23 tuổi ba ra co -cơ luôn muốn trở thành bà chủ của chính mình vào năm 1973, khi đang làm lễ tân cho công ty bất động sản của anh em nhà Zifuni ở thành phố New York, Mỹ, bà đã đồng sáng lập The Dân Simon cùng với bạn trai. Giữa những năm 1970, bà cũng bắt đầu xuất bản The Dân Zipod, bản tin về xu hướng dữ liệu bất động sản ở thành phố New York. Bên cạnh công việc môi giới bất động sản, bà còn là nhà đầu tư cá mập xuất hiện trong 13 mùa của chương trình sắc tanh. Hiện, bà sở hữu khối tài sản ước tính trị giá 100 triệu USD. Ngày 1. Học cách vượt qua vấp ngã Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ có xu hướng bao bọc con cái, đặc biệt là bảo vệ con trước những thất bại trong cuộc sống. Ba ba gia co cơ rừng là con thứ hai trong gia đình có 10 người con, sống trong ngôi nhà hai phòng ngủ. Mẹ bà là nội trợ con cha bà liên tục đổi công việc. Họ không có nhiều thời gian để giúp đỡ, bao bọc từng người con. Do vậy, ba ba gia co cơ rừng nhiều lần gặp phải thất bại. Nhưng cũng chính nhờ vậy, ba ba gia co cơ rừng biết được thế nào là lòng dũng cảm bà đã học được cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. nữ doanh nhân cho rằng sự tự tin là bất cứ điều gì có xảy đến với bà, bà sẽ luôn đứng dậy và luôn luôn cố gắng. ngày trẻ, bà ra ba co cơ rừng từng mắc chứng khó đọc và bị giáo viên cũng như các bạn cùng lớp gọi là đứa trẻ câm. tuy nhiên, bà ra ba co cơ rừng cho rằng việc bị bắt nạt ấy đã khiến bà làm việc chăm chỉ hơn và học những kỹ năng cần thiết để thành công. hai, tìm kiếm những gì bạn không có những gì ba ba ra co cơ rừng làm giờ tệ, đối tác kinh doanh của bà lại làm rất tốt. Bà cho rằng việc lập danh sách những gì mình giỏi và kém giúp phát huy và cải thiện bộ kỹ năng của bản thân. Trong số hàng trăm doanh nghiệp mà ba ba ra co cơ Dừng đã đầu tư, mỗi doanh nghiệp thành công đều là kết quả từ sự hợp tác của hai bên đối lập nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau. Để công việc hoạt động chân tru, trước tiên bạn cần hiểu rõ thế mạnh và điểm yếu của bản thân là gì. Ngày 3, cấp trên mới là người làm việc cho cấp dưới. Bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo phi thường bằng cách yêu thương nhân viên và giúp họ trở thành người tốt nhất nếu được. Bạn cần ghi nhớ một điều trong đầu, bạn làm việc cho các nhân viên của mình. Ngay khi bạn bắt đầu nghĩ cấp dưới đang làm việc cho mình, bạn lập tức trở thành người sếp không tốt. Chỉ khi tập trung vào việc xây dựng thành công cho người khác, họ sẽ cống hiến hết sức và thể hiện sự trung thành, từ đó giúp doanh nghiệp ngày một phát triển. 4. Kẻ thù lớn nhất của bạn là chính bạn. Kẻ thù lớn nhất trong kinh doanh không phải đối thủ cạnh tranh mà chính là những suy nghĩ tiêu cực bạn mang trong đầu. Đó có thể là sự bất an hay cú chấn thương tâm lý từ ngày trẻ. Khi bạn bận rộn chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, đối thủ sẽ tận dụng thời cơ để đánh bại và loại bỏ bạn. Nhà đầu tư sắc tành đã thành tạo với việc thay thế những điều tiêu cực bằng thông điệp tích cực và đầy sức mạnh. Bà thừa nhận rằng đã mất 20 năm để loại bỏ những cuộn băng tiêu cực đó ra khỏi đầu. Chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2018, bà từng viết, hãy tránh xa những người tiêu cực. Họ như những tên trộm âm thầm trong đêm, lặng lẽ đánh cắp năng lượng và ý chí cố gắng tiến về phía trước của bạn. Chỉ với dòng chia sẻ ngắn, bà Bazaar có cơ dừng nhận về nhiều lượng tương tác từ cộng đồng mạng, những người đồng tình với quan điểm này. Theo INC Magazine,